Hẻm xe Obi xin chào các bác nhé. Thì hôm nay bên em sẽ review một chiếc xe đạp, nó là dáng gọi là dáng mini. Đấy, em cũng chưa bao giờ review một chiếc xe nó có dáng mini bao giờ cả. Đấy, thì hôm nay thì em sẽ review cho các bác xem một chiếc xe mà phải nói là rất hot, rất là hot đối với các chị em. Đấy, dáng xe nhìn rất là thanh cảnh. Các bác mà ra đường mà gặp một chiếc xe nào mà các chị và các cô các bác đi xe này thì chứng tỏ đấy là một người gọi là có tiền. Đấy, quá đẹp luôn. Một chiếc xe mini các bác nhá, một chiếc xe mini gần như là mini mà giá thành của nó không hề giống một chiếc mini một chút nào. Thế thì bây giờ là em sẽ giới thiệu qua cho các bác xem. Thì con này chính là con Gian Momentum. Đấy, một nhánh khác của Gian, nó dành riêng cho các chị em phụ nữ. Gian nó chia ra làm ba nhánh, một là Gian này, hai là Leap này, ba là Momentum này. Đấy. Đấy thì giờ em sẽ review qua cho các bác xem. Đây, trước tiên là về tổng quát về một cái dáng khung của nó. Dáng khung quá đẹp luôn. Đó, nhìn chưa? Rất là thời thượng. Thì hiện nay thì có một số bên người ta cũng nhái theo cái dáng này, như là Vinabike hay là một số hãng khác gì đấy, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì bên em Vinabike cũng có cơ. Đấy. Thì con này thì đây là giỏ này, giỏ làm được rất là chắc chắn. Cái này đã được sơn đấy, một lớp sơn này. Và đây là một miếng gỗ. Đấy, rất là đẹp. Làm rất là gọi là vintage. Cái màu của nó, thì cái màu này của bên em chính là màu bã đậu các nhá, không phải màu trắng đâu, không phải màu trắng, đây là màu bã đậu. Đấy. Rất là đẹp luôn, màu bã đậu. Đấy, đây là chữ Gian này. Đấy, rất là lấy. Con này là xe mới nhá, bên em vừa lắp xong, còn chưa cài xích. Xích còn chưa cài này. Đùi nhôm trắng này. Đấy, áo cái phối màu rất là đẹp. Phanh cụm nhôm, phanh cụm phôm nhôm trắng. Đấy, cụm nhôm trắng. Con này có sẵn cái chỗ để bình nước rất là hay các này. Cái dáng khung nó đã hay rồi nhá. Dáng khung nó đã hay là một phần rồi. Mà cái chỗ để bình nước này còn rất là hay. Đấy, nó hãng sẽ cho mình sẵn một cái bình nước này nhá các bác nhá. Một bình nước này. Bình nước giữ nhiệt có chữ Momentum của Gian. Rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Đấy, mình sẽ để ở đây. Để các chị em mà đi mà chẳng may khát nước thì mình bỏ ra uống luôn. Đấy, rất là vintage, rất là hiện đại mà không kém phần gọi là cổ điển. Yên này là yên da. Yên da lâu rất là êm. Có thêm chữ Momentum này ở trên yên này. Ở đằng sau. Sau này là cái bắp ba ga. Ba ga được làm liền với cả xe luôn, không có chỗ bắt. Không có bắt ấy, làm liền khối các bác nhá. Ba ga làm liền theo khung xe luôn. Nhìn đây hãng cho mình cả một cái dây này nữa. Đấy, vừa là để trang trí, thứ hai là các bác có thể chằng đồ. Mình kéo này mình chằng. Thì nó có cái móc này này. Đây nó có móc này. Đấy, các bác kéo này ra phát. Đấy, móc đấy. Rất là đẹp. Đây là cái lốp. Đây là bánh 26 các bác nhá, nó có cả 24 nữa, nhưng mà em khuyên các bác là nên đi 26, 24 nhìn rất là bé. Đấy, cái lốp của nó này. Đây là màu lâu các bác nhá. Màu lâu này. Rất là hợp với cái màu xe luôn. Thiết kế là hài hòa của tổng một chiếc xe. Quá là đẹp. Đây là cái võng khung đây. Trục bạc đạn các bác nhá. Trục bạc đạn này. Đấy, Mayo cũng nhôm trắng. Mayo nhôm trắng. Con này thì sử dụng một đĩa và nó vẫn có lít. Đấy, vẫn có tay bấm tay vặn lít cho các bác. Thì lít con này là lít nếu em không nhớ không lầm là 7 tầng. Lít 7 tầng các bác bạn nha. Như kéo xe ga ấy. Đấy, bạn này. Rất là cổ điển. Nó chỉ có một bên thôi, chỉ có một bên lip thôi, một bên bộ chuyển động này chỉ có lip thôi. Cái thứ hai mà đặc biệt của cái con này nữa, nó là mình có thể khóa được cổ các bác ạ. Có thể khóa được cổ như là một cái chiếc xe máy luôn. Đây là khóa cổ này, các bác xoay. Đấy, nó kiểu nó hơi nhẹ vào một lớp vẫn kêu nhẹ vẫn. Đấy, vào lớp cứng cơ luôn, đầu cứng này. Đấy. Rất là hay. Cái này mà ai không biết thì cũng không thể làm mò ra được cái chỗ khóa cổ này luôn đấy. Thì cái này nó không cần dùng khóa. Các bác cứ để hàng này. Các bác vặn này cho em. Đấy là khóa được cổ. Đấy, còn muốn mở lại cổ thì mình cũng như thế, mở ngược lại. Không phải ai cũng biết cái này đâu nhá. Các bác bảo là không có khóa thì trộm nó cũng ấy được, nhưng mà có phải đâu phải ai cũng biết là cho tay vào và vặn ra được đâu.
Đấy. Nói chung là cái này thiết kế của nó thì nó cũng thêm một bậc cao mới rồi. Nó cũng là ác rồi. Cái bidan cũng thêm màu lâu này. Màu lâu theo xe này. Còn chân trống thì sẽ ở gầm này các bác nhá. Chân trống nhôm rất là chắc. Rất là chắc luôn. Đấy, một con xe màu quá là gọi là dành cho các chị em phụ nữ đi thì không có gì gọi là chê nữa rồi. Quá đẹp. Cái chiếc này mùa hè năm ngoái là cháy hàng trên thị trường. Cháy hàng luôn đấy. Chuông theo xe. Đấy. Hiện tại thì bên em đang có hai màu. À, ba màu, các phiên bản này của nó là có ba màu. Màu trắng, màu bã đậu và màu xanh. Đấy, thì hiện tại bên em có đủ hết cho các bác. Quá là đẹp về một cái chiếc xe này. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì đi nòng liên hệ với hẻm xe LB nhé. Bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ các bác từ A đến Z để sao mà các bác có một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình, cũng là phù hợp với cái nhu cầu đi lại của mình luôn. Đấy, em xin kết thúc video tại đây nhé.